Ký thức huyện ngôi sao nhạc rock bị cảnh sát khám nhà, tin từ Los Angeles, California. Gia đình tay guitar bass Gene Simmons của ban nhạc Kiss đã có một phen táo hỏa vào hôm 20 tháng 8 vừa qua khi bị cảnh sát ập đến khám nhà. Cảnh sát Los Angeles đã bất ngờ ra lệnh khám nhà tay đánh guitar bass Gene Simmons của ban nhạc rock huyền thoại Kiss để điều tra một vụ án nghiêm trọng liên quan đến trẻ em. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết Simmons và các thành viên trong gia đình ông đều không phải là nghi phạm của vụ án này. Trung úy John Geno của Sở Cảnh sát Los Angeles chia sẻ với báo chí rằng, gia đình Simon không liên can đến vụ án này, họ cũng rất hợp tác với các nhân viên cảnh sát trong suốt quá trình khám xét. Đại diện của ông Jim Simon cho biết, chuyến viếng thăm mà cảnh sát thực hiện vừa qua nhằm mục đích thu thập thông tin phục vụ công việc điều tra một vụ án được cho là đã xảy ra trên mảnh đất nhà Rocker này, trong thời điểm ông và gia đình đi lưu diễn cùng ban nhạc Kiss. Jim Simon là một trong những người sáng lập nên ban nhạc Kiss, không chỉ là một nhạc công lừng danh, ông còn đảm nhiệm vị trí nhà sản xuất âm nhạc và nhạc sĩ. Hiện tại, Simon là nhân vật chính trong chương trình truyền hình thực tế của kênh A&E mang tên Jean Simmons Family Jewels.